Tin là công đức giống bất hoại, tin hay sinh trưởng cây bồ đề. Tin hay tăng ích trí tối thắng, tin hay thị hiện tất cả Phật. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đây là 50 vị của Bồ Tát. Mỗi một vị đều dùng tâm tin để làm cơ sở. Người xưa nói, người vô tín bất lập. Nếu dân chẳng tin vua, chẳng ủng hộ vua, thì đất nước chẳng vững được. Chúng ta học Phật Pháp phải sinh tâm tin, làm cho gốc tin sinh trưởng tựa như kim cang, vĩnh viễn chẳng dao động là cơ sở tốt cho định. Làm những công đức chẳng hoại, muốn ảnh hưởng cho người khác sinh tâm tin, thì phải y pháp tu hành, biết bao nhiêu thì hành bấy nhiêu, biết giết hại là phạm giới thì đừng giết hại, cho đến chẳng uống rượu, vân vân, nơi nơi lấy thân làm khuôn phép. Do đó có câu, kỳ thân tránh bất khiến nhi hành. Bản thân mình làm việc chân tránh, làm mô phạm, chẳng khuyên người làm, họ cũng vẫn đi thực hành. Nếu mình chẳng y pháp tu hành, mà dạy người y pháp tu hành thì chẳng có ai tin bạn. Tại sao? Vì bạn chẳng có đức hạnh chân thật, chỉ dùng khẩu đầu thiền giáo hóa người, khiến cho người chẳng kính phục. Cho nên nói tin là hạt giống công đức chẳng hoại. Có sức tâm tin thì khiến cho cây bồ đề tâm lớn lên, càng ngày càng cao lớn. Cơ sở của niềm tin vững chắc thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng. Tâm tin chẳng đủ không thể tăng ích trí huệ thù thắng. Có tâm tin thì cõi nước của tất cả chư Phật sẽ thể hiện ra ở trước mặt bạn. Do đó, nương hành nói thứ lớp, tin ưa tối thắng rất khó được. Ví như trong tất cả thế gian mà có diệu bảo châu như ý. Bài kệ ở trước nói, nếu thật có tâm tin thì sẽ sinh ra tin sâu, thệ nguyện thực hành. Như vậy thì bạn cũng có thể thị hiện ở trước chư Phật cũng có thể thị hiện ở trước bạn, cùng nhau thị hiện. Đó là sức tâm tin cảm ứng đạo giao. Vì vậy cho nên y chiếu tu hành thứ lớp để nói pháp môn tu hành. Tin ưa vững chắc này là thù thắng nhất, là khó được nhất. Ví như trong hết thảy thế gian mà có diệu bảo châu như ý, từ trong diệu bảo châu như ý này mà chảy ra tất cả châu báu, từ trong bảo châu tin này chảy ra tất cả diệu pháp môn. Cho nên nói tin là pháp môn tu hành căn bản nhất. Chúng ta học Phật Pháp thì nhất định phải có tâm tin chân chánh. Gì là tâm tin chân chánh? Tức là chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi, chẳng có tham sân si, sinh tu giới định huệ. Đó là điều kiện căn bản đầy đủ thật tin. Nếu thường tin phụng các đức Phật thì hay giữ giới tu học xứ. Nếu thường giữ giới tu học xứ thì hay đầy đủ các công đức. Người học Phật phải luôn luôn sinh tâm tin đối với Phật, không thể nửa tin nửa ngờ, nhất định phải luôn luôn tin phụng mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Như thế thì hay giữ giới tinh nghiêm, y giáo phụng hành, tu hành tất cả pháp môn. Nếu như thường giữ giới chẳng gián đoạn, y theo pháp của Phật nói tu hành, thì lâu dần sẽ đầy đủ tất cả công đức, có hy vọng sớm sẽ thành Phật. Cho nên phải có tâm tin không thối lùi, tinh tấn tiến về trước giữ giới tu hành. Giới hay khai phát gốc bồ đề, học là sinh tu các công đức, nơi giới và học luôn thuận hành, tất cả Như Lai đều khen ngợi. Giới tức là người ác lánh giữ, tức cũng là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Nếu đừng làm các điều ác thì sẽ tiêu diệt tham sân si, hãy làm các điều lành tức là sinh tu giới định huệ. Sinh tu giới định huệ tức là khai phát gốc bồ đề. Nếu muốn khai ngộ thì nhất định phải giữ giới. Nếu muốn giữ giới thì nhất định phải có tâm tin. Tin mới có thể giữ giới mới có thể khai phát pháp căn bản của con đường bồ đề. Học là học tập tất cả pháp. Muốn minh bạch tất cả pháp thì phải siêng năng học tập. Trong luận ngữ có nói, học nhi thời tập chi. Học rồi phải luôn luôn ôn lại, như vậy mới ôn cố nhi tri tân. Ôn lại những điều đã học thì sau đó sẽ biết những điều học mới. Chúng ta học Phật Pháp phải cần khổ tài bồi công đức, đượm nhuần công đức, giống như vun bồi cội bồ đề, tăng trưởng quả bồ đề. Phải tôn trọng giới luật, y chiếu giới luật mà tu hành. Phải học luôn thuận hành, đừng phạm giới, đừng phá giới. Hay giữ giới tu học như thế, thì mười phương chư Phật ba đời đều đến khen ngợi tán thán bạn, thường đến hộ trì cho bạn. Nếu thường tin phụng các đức Phật, thì hay hương tập cúng dường lớn. Nếu hay hương tập cúng dường lớn, người đó tin Phật không nghĩ bàn. Người tin Phật thì phải luôn luôn tin ngưỡng các đức Phật, phụng sự các đức Phật không thể gián đoạn. Nếu lúc tiến lúc lùi,
thì chẳng có công đức cũng chẳng thành tựu, hoặc dùng đủ thứ hương đốt để cúng dường, hoặc dùng đủ thứ hoa quả để cúng dường các đức Phật, ngày dài tháng rộng sẽ thành cúng dường lớn. Nếu như có người phát tâm nguyện rộng tu cúng dường mười phương các đức Phật, thì tương lai lúc thành Phật cũng có chúng sinh đến cúng dường. Nếu phát tâm rộng lớn tu vô lượng hạnh, hưng tập cúng dường lớn, thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên tại các nước Phật giáo, có người cúng dường trai tăng cho ngàn vị tăng. Cúng dường 1.000 vị tăng thì trong đó chắc chắn có một vị A-la-hán đến ứng cúng. Nếu cúng dường một vị A-la-hán thì thù thắng hơn cúng dường cho 100.000 vạn người xuất gia, vì A-la-hán là bậc thánh xuất thế, cho nên có vô lượng công đức. Người đó công đức tin phụng các đức Phật không thể nghĩ bàn, nhiều vô tận nói không hết được. Nếu thường tin phụng nơi tôn pháp, tất nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ. Nếu nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ, người đó tin pháp không nghĩ bàn. Bài kệ ở trước là tin phụng Phật bảo, bài kệ này là nói tin phụng pháp bảo. Hễ tin Phật thì cũng phải tin pháp. Tại sao? Vì pháp là Phật nói, chỉ tin Phật không tin pháp thì không vào trong biển Phật pháp được. Nếu như có người luôn luôn tin phụng tam tạng 12 bộ tất cả kinh điển của Phật nói, vì có sức tin cho nên nghe Phật pháp chẳng có lúc nào nhàm chán, vì biết đủ. Nghe kinh nghe pháp chẳng phải ngày ngày đắc được lợi ích gì, có thể khai mở trí huệ gì, chẳng phải như thế. Người thật sự tin Phật pháp thì chẳng mong cầu đắc được lợi ích gì, diệu dụng gì. Tầm nghĩ đắc được lợi ích, đắc được diệu dụng thì còn có tâm tham. Phải đừng có tâm tham mà thường nghe pháp. Nghe pháp được xem như điều cần thiết trong đời sống, quan trọng giống như ăn cơm, mặc đồ, ngủ nghỉ. Đừng có tâm xí đồ mong cầu. Nếu có tâm mong cầu thì là vọng tưởng. Vọng tưởng sinh ra thì chẳng tương ưng với đạo. Nếu tương ưng thì hợp với đạo mà là một. Như vậy thì tất cả vọng tưởng đều chẳng còn. Lúc đó ngừng bạt tất cả vọng niệm, chẳng động tất cả vọng niệm. Đó tức là thanh tịnh.